hôm nay đồng hồ thanh hùng xin hướng dẫn bạn cách đặt đồng hồ quả lắc cây đúng phong thủy ngoài chức năng dùng để trang trí và làm đẹp cho không gian nội thất đồng hồ cây phòng khách còn có ý nghĩa rất lớn về mặt phong thủy nếu như gia chủ không muốn phạm phải những điều đại kỵ về vị trí đặt đồng hồ cây trong phòng khách thì hãy tham khảo cách đặt đồng hồ cây trong phòng khách hút lộc dưới đây của đồng hồ thanh hùng chúng tôi trước khi nói vấn đề đặt đồng hồ quả lắc cây cho đúng cách đồng hồ thanh hùng chúng tôi nói về việc tại sao nên chọn đồng hồ cây là vật trang trí việc sở hữu một mẫu đồng hồ cây đẹp sẽ khiến cho không gian phòng khách trở nên quyền quý sang trọng với mỗi kiểu dáng khác nhau lại đem đến một vẻ đẹp khác nhau có những mẫu đồng hồ dáng đứng mang đậm nét cổ kính châu âu nhưng lại có những mẫu mang nét đẹp của phương đông với những nét chạm khắc tinh tế của các nghệ nhân ở phần vỏ thùng đồng hồ nếu bạn đang muốn tìm kiếm món đồ vật trang trí cho không gian sống và làm việc thì đồng hồ cây sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Trong phong thủy đồng hồ đứng cũng có ý nghĩa rất lớn, như là vật phẩm mang lại sinh khí cho gia đình, điều hòa chuyển động. Đồng hồ cây phong thủy vì thế mà giúp cho chủ nhân có được sức khỏe, hạnh phúc cùng nhiều may mắn, cốt lành trong việc làm ăn, đặt đồng hồ cây trong phòng khách và phong thủy. Trong phong thủy thường không đánh giá cao về đồng hồ nói chung và đồng hồ cây nói riêng bởi chúng là sự đại diện cho khoảng thời gian đã trôi qua. Đồng hồ càng lớn thì càng thể hiện được sự hiện diện to lớn của thời gian quá khứ. Nếu một chiếc đồng hồ có kích thước quá lớn so với không gian thì có nghĩa nó sẽ càng nhấn mạnh sự quá khổ về thời gian. Tuy vậy, đôi lúc một chiếc đồng hồ lại có thể xử lý được một số nguồn năng lượng xấu của phong thủy. Kim loại vốn sinh ra nước là sự đại diện cho trù phú, giàu có nên sử dụng một chiếc đồng hồ cây quả lắc hoặc đồng hồ chuông là giải pháp rất tốt để thúc đẩy một vài năng lượng tốt nhất trong phong thủy, vị trí cấm kỵ không nên đặt đặt đồng hồ cây phòng khách. Không đặt cạnh ghế sofa, phòng khách của các gia đình thường được bố trí thêm ghế sofa, gia chủ không nên đặt đồng hồ ngay cạnh ghế sofa bởi làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người thường xuyên ngồi trên chiếc ghế sofa đó. Đặc biệt là về sức khỏe không đặt đồng hồ cây phòng khách đẹp đối diện với cửa chính khi bước qua cửa ra vào phòng khách vẫn thường là phòng chính do vậy khi đặt đồng hồ nên kiên kỵ với đặt đối diện với cửa chính kể cả những cửa khác trong phòng của ngôi nhà cũng không nên đặt đồng hồ ở vị trí đối diện điều này xuất phát từ thực tế những nơi này thường có sát khí còn đồng hồ lại mang đến tác dụng đối sát nếu như để hai vật này gặp nhau chắc chắn nhà cửa của gia chủ sẽ không được yên ổn Do vậy, tốt hơn hết ta nên đặt đồng hồ cây tại một bên cửa của phòng khách để giúp đảm bảo việc hợp phong thủy cũng như những điều không tốt. Lời khuyên khi đặt đồng hồ cây phòng khách, đặt đồng hồ cây phòng khách hướng về phía ban công, đồng hồ cây sẽ giúp làm cho không khí trong phòng lưu động để giúp cho toàn bộ không gian luôn tràn trề sức sống. Đối với trường hợp các phòng không có người ở, đồng hồ cây sẽ giúp kéo đi những luồng khí tĩnh và mang đến những luồng khí may mắn nhất. Vị trí đặt đồng hồ phòng khách đẹp nhất chính là phương chu tước phía trước, thanh long, bên trái, bởi đây là những hướng may mắn. Không nên đặt đồng hồ tại hướng bạch hổ, bên phải, hoặc huyền vũ, phía sau, bởi những hướng đặt này thường thích tỉnh chứ không thích động mà đồng hồ lại được chuyển động không ngừng. Vị trí đặt đồng hồ cây phòng khách hút lộc cho gia chủ, dưới đây là một số lời khuyên đến từ các chuyên gia phong thủy để giúp các gia đình treo đồng hồ theo đúng phong thủy nhằm giúp trước tài vận vào nhà. Theo đó, Cách đặt đồng hồ cây trong phòng khách nên dựa vào tuổi và năm sinh của chủ nhà, gia chủ tuổi tí, nên đặt đồng hồ tại hướng Đông Bắc, có thể đặt tại phòng riêng. Gia chủ tuổi sửu, đặt tại hướng Bắc, gia chủ tuổi dần, nên đặt đồng hồ ở điểm hướng Bắc, tại bức tường hướng Bắc, gia chủ tuổi mão, nên đặt đồng hồ cây ở góc phía Tây Bắc của bức tường hướng Tây, gia chủ tuổi thìn, nên đặt đồng hồ ở chính giữa của bức tường hướng Đông, gia chủ tuổi tỵ nên đặt đồng hồ cây ở phòng ngủ riêng gia chủ tuổi ngọ nên đặt đồng hồ góc phía tây nam của bức tường hướng nam hoặc góc phía tây nam của bức tường hướng tây tại phòng làm việc, phòng khách, gia chủ tuổi mùi đặt đồng hồ tại bức tường hướng nam, gia chủ tuổi thân đặt đồng hồ cây tại góc tường phía đông nam của bức tường hướng nam, gia chủ tuổi dậu đặt đồng hồ tại góc đông nam của bức tường hướng nam. Gia chủ tuổi tuất nên đặt đồng hồ tại chính giữa bức tường hướng đông. Gia chủ tuổi hợi Đặt đồng hồ cây tại góc phía đông bắc của bức tường hướng đông, đối với cách đặt đồng hồ cây trong phòng khách đúng chuẩn nên dựa theo năm sinh của gia chủ như chúng tôi đã giới thiệu như trên. Tuy nhiên, nếu như vị trí này quá bất tiện, quý gia chủ cũng có thể xem xét vị trí đặt đồng hồ cây phòng khách theo năm sinh của các thành viên khác trong gia đình sao cho vừa thuận tiện sinh hoạt lại giúp đảm bảo được phong thủy. Hy vọng những thông tin về cách đặt đồng hồ cây trong phòng khách trên đây của chúng tôi sẽ mang đến sự hữu ích dành cho quý vị và các bạn đang quan tâm đến món đồ trang trí nội thất này. Nếu bạn còn thắc mắc, cần tư vấn thêm có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc cần tư vấn chọn mẫu đồng hồ cây phù hợp có thể liên hệ với chúng tôi. Đồng hồ Thanh Hùng Hotline: 096 188 2921